Tôi là Hiệp ở website pianonet.vn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hệ thống Dislavier của đàn MX303R. Trước tiên khi sử dụng cây đàn này, các bạn lưu ý là cắm vào nguồn điện 100 hoặc 110V. Sau đó thì bật công tắc nguồn. Sau khi bảng đồng hồ hiện các thông số thì bạn ấn nút play để bắt đầu cho chạy bản nhạc đầu tiên. Bây giờ đàn đang chơi, đang tự động chơi. Bạn hãy cảm xúc. Sau đó chơi tiếp. Dừng lại để chuyển sang bài số 2 kế tiếp, sau đó nút play. Cây đàn này có chức năng có thể ghi lại bản nhạc mà bạn chơi. Để làm được điều đó thì trước tiên là bạn ấn nút record, sau đó bạn ấn nút play. Bây giờ đàn đã sẵn sàng để ghi. Bạn hãy chơi đàn. Bây giờ bạn ấn nút stop. Bản số 12 là bản vừa ghi. Bạn ấn nút play để nghe lại. Đấy, ngay cả những đoạn bạn đánh vấp nó cũng ghi lại đúng như thế, rất có lợi ích cho việc tập luyện. Trường hợp bạn muốn ghi đè lên một bản nhạc bạn đã ghi, quay lại bản nhạc đó, số 12 đó. Xin lỗi, bạn ấn nút record đi bộ trước, nút đỏ. Sau đó bạn quay trở lại bản nhạc số 12 vừa rồi. Và bây giờ bạn ấn đầu ấn nút play. Hệ thống đã sẵn sàng để ghi. Bây giờ bạn hãy ghi lại. Thay vì bản nhạc lúc nãy, tôi chỉ đánh nốt son, la, son, la, son, la, son, la, son. Tôi đánh vấp này. Và bây giờ tôi ấn nút stop để kết thúc bản ghi. Khi nào đồng hồ hiện lại số 12 tức là nó đã sẵn sàng, nó đã ghi xong. Bây giờ bạn ấn nút play để nghe lại. Ta tập trung vào nốt son la. Đấy, chỗ tôi đánh vấp đấy. Như vậy nó rất là có lợi ích cho việc tập luyện của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và sử dụng cây đàn này thật là tốt cho mục đích tập luyện cũng như nghe lại các bản nhạc của mình chơi hay những người chơi giỏi chơi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc.